Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Nhẫn nữ phong cách quý cô. Nhẫn nữ phong cách quý cô được nhập khẩu từ Hàn Quốc, chế tác độc đáo. Điểm nhấn là viên đá CZ dạng vuông, vừa mới lạ, vừa tạo ánh sáng lấp lánh cho chiếc nhẫn. Phụ nữ luôn yêu cái đẹp và họ xứng đáng có được những nhiều điều tuyệt vời nhất. Vì vậy, hãy tô điểm thêm nét duyên dáng của mình qua chiếc nhẫn này nhé. Nhẫn nữ phong cách quý cô, nhận đặt chế tác theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.